chào các cô bác. Xin cảm ơn đại diện của hội đồng thành phố, các anh chị, anh Trí, chị và các bác, các cô chú, và xin thứ lỗi là mình không kịp nhớ tên mọi người. Dạ, xin mời mọi người ngồi ạ. Kính thưa các bác, các cô chú, các anh chị và tất cả các quý vị, ngày hôm nay Quỳnh có mặt ở đây. Mục đích chính của buổi gặp gỡ này đó chính là Quỳnh muốn thay mặt mẹ, hai con và gia đình Quỳnh xin tri ân, cảm ơn tình cảm, sự yêu quý và sự ủng hộ mà quý vị đã dành cho Quỳnh và gia đình trong suốt thời gian qua. Sự hiện diện của Quỳnh có mặt ngày hôm nay, Quỳnh nghĩ đó sẽ là câu trả lời cho những ai yêu tự do, cho những nỗ lực không mệt mỏi của cộng đồng người Việt hải ngoại vì những người đang tranh đấu cho nhân quyền. Và Quỳnh có mặt ở đây giống như lúc nãy có một cái phần ở cái phần chào hỏi vào cửa có hai tờ giấy mà Quỳnh muốn được tiếp tục được các bác, các cô chú và các anh chị ở đây cùng đồng hành, đó là tranh đấu cho tự do của chị Trần Thị Nga và anh Trần Huỳnh Duy Thức. Có thể tất cả các quý vị sẽ nghĩ rằng là chúng ta miệt mài bao nhiêu năm nay rồi những người tranh đấu khác cũng sẽ bị bắt, sẽ bị kết án, và thậm chí sẽ có lúc chúng ta cảm thấy rất là mệt mỏi vì làm hoài có được cái gì đâu. Nhưng mà Quỳnh nghĩ khi với cái bản án 10 năm tù mà Quỳnh có thể đứng ở đây sau 2 năm 7 ngày để nói lời tri ân với đồng hương của mình, đó chính là chiến thắng mà chúng ta có thể nhìn thấy được. Trong thời gian gặp gỡ, trong buổi gặp gỡ ngày hôm nay, Quỳnh cũng xin phép, xin các bác, các cô chú và các anh chị thứ lỗi và bỏ qua những thiếu sót của Quỳnh và mạng lưới blogger Việt Nam trong buổi tổ chức, cũng như nhóm thân hữu các anh chị đã yêu quý và tổ chức giúp Quỳnh cái buổi này. Đặc biệt là về cá nhân của Quỳnh, vì Quỳnh sinh sau năm 1975, Quỳnh sinh năm 1979, cho nên Quỳnh bị giáo dục trọn vẹn nền giáo dục của xã hội chủ nghĩa, cho nên cái cách Quỳnh sử dụng ngôn ngữ theo thói quen vì bị giáo dục như vậy, và cái cách Quỳnh sử dụng ngôn ngữ có thể sẽ không vừa tai, sẽ không đúng theo những gì mà mọi người thường nghe, mà mọi người thường sử dụng, vì xin mọi người thứ lỗi và bỏ qua cho Quỳnh cái lỗi đó ạ. Quỳnh sẽ cố gắng sửa trong thời gian tới. Lúc nãy thì có các anh chị cũng có hỏi Quỳnh là cái chương trình, cái buổi này như thế nào. Vì thực sự là Quỳnh không, đây là một buổi gặp gỡ và chia sẻ, cho nên Quỳnh sẽ dành trọn vẹn cái thời gian của buổi gặp gỡ và chia sẻ này để giải đáp những cái thắc mắc của tất cả những người yêu quý Quỳnh. Và cái phần câu hỏi, vì để tiết kiệm thời gian, sẽ có các anh chị trong ban tổ chức sẽ có những cái tờ giấy và cây bút. Xin mời mọi người ghi câu hỏi vào đó và Quỳnh sẽ cố gắng trả lời hết trong khoảng thời gian và với cái sức lực của mình. Và cũng xin bỏ qua các câu hỏi về các đời tư và cá nhân, bởi vì như hiện tại có thể Quỳnh đã ở Mỹ rồi, nhưng sự an toàn và cái cuộc sống riêng tư của gia đình lại là một cái điều cần được bảo mật. Cho nên Quỳnh cũng xin phép bỏ qua, nếu như quý vị nào có hỏi những câu hỏi đó mà không thấy được trả lời thì xin thứ lỗi ạ. Trước khi để dành thời gian cho mọi người có câu hỏi thì Quỳnh xin mời mọi người để lao 3 phút để nghe nhạc ạ. Kính thưa quý vị, hơn một năm trước cũng ngay tại hội trường này, mạng lưới nhân quyền Việt Nam có cái sự vinh dự trao tặng giải nhân quyền Việt Nam 2017 cho blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Vào ngày hôm đó cũng ngay tại hội trường này, rất nhiều quý vị
tham dự ngày hôm đó đã có cái ước mơ là một ngày nào đó chúng ta sẽ có dịp hội ngộ với cô. Thì hơn một năm nay qua, cái lời mong ước đó đã trở thành sự thật. Ngày hôm nay tôi xin được thay mặt cho mạng lưới nhân quyền, xin mời giáo sư Đỗ Anh Tài là trưởng ban giám sát của mạng lưới nhân quyền và cũng là một những vị đã sáng lập ra giải nhân quyền Việt Nam vào năm 2002. Hai người chúng tôi xin thay mặt cho tất cả các thành viên. Vậy không dạ? Đứng đi nói. Thì chúng tôi xin thay mặt cho những thành viên của mạng lưới nhân quyền, xin thay mặt cho tất cả những người mạnh thường quân, các đồng hương từ trên khắp thế giới, và xin gửi lời chào đến các bạn đang theo dõi trên mạng, tất cả những người đã tham gia, các người bạn, anh chị em mà đã cùng nhau ủng hộ cho cô mẹ nấm nuôi cọc Duy Quỳnh cũng như là cho các anh chị em trong mạng lưới Bloggers Việt Nam. Xin trao tặng cái giải nhân quyền Việt Nam năm 2017 như là một cái sự để vinh danh sự hy sinh và đóng góp của cô. Lòng biết ơn của đồng bào hải ngoại đối với sự hy sinh của riêng cô, của gia đình cô và của tất cả những người mẹ, những người vợ, những người chị của đã tham gia trong cái cuộc đấu tranh này để mang lại công lý, tự do và nhân quyền cho đồng bào chúng ta. Và chúng tôi xin vinh danh cô. Xin cảm ơn anh Bình, cảm ơn bác và cảm ơn mạng lưới nhân quyền. Phần thưởng này được trao cho Quỳnh năm 2017 và đến bây giờ khi Quỳnh có thể nhận cái phần thưởng này ở ngay tại Mỹ, đó là phép màu và là thành quả của sự nỗ lực vận động và của tất cả những người đã yêu quý ủng hộ cho cá nhân Quỳnh nói chung, cho các hoạt động của mạng lưới Blogger Việt Nam nói chung và cho tất cả các anh chị em trong đấu. Quỳnh là một cá nhân được mọi người chọn trao giải và Quỳnh cũng mong muốn rằng năm 2019, năm 2020 sẽ không có cái giải thưởng nỗ lực vì nhân quyền, vì chúng ta là có nhân quyền. Và muốn như vậy thì tất cả chúng ta, những người có mặt ở đây và mọi người vì trên thế giới còn phải cố gắng hơn nữa. Xin cảm ơn mọi người. Cảm ơn được cái bảng vinh danh mạng lưới nhân quyền Việt Nam long trọng trao tặng giải nhân quyền Việt Nam năm 2017 đến Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, blogger mẹ nấm, để vinh danh sự hy sinh của bà cho quyền làm người của mọi người dân Việt Nam ngày 10 tháng 12 năm 2017. Và sau đây là phép màu trả lời câu hỏi của quý vị khán giả. Và xin phép các bác, các cô chú và các anh chị cho Quỳnh được ngồi, vì cái phần trả lời này nó sẽ kéo rất là dài và nếu đứng thì sẽ rất là mỏi chân, là xin cho phép Quỳnh được ngồi. Câu hỏi đầu tiên dành cho blogger mẹ nấm đó là: lần đầu tiên bị bắt giam 8 ngày, cô trở về và im lặng. Sau một vài năm, chuyện gì xảy ra đã khiến cô vượt qua sợ hãi và tiếp tục lên tiếng nói của cô? Có phải là như cô đã từng nói, nếu mình không nói hoặc là
thì ai sẽ là người nói? Dạ vâng, vì xin cảm ơn một câu hỏi rất là hay, và vì người hỏi không có tên Quỳnh xin cảm ơn câu hỏi ạ. Thật ra thì nãy giờ các bác đến sớm rồi, những người chào và bắt tay Quỳnh thì đều nói rằng là cảm ơn sự can đảm của Quỳnh. Nhưng mà trong cái hội trường có đầy đủ sự hiện diện của mọi người và cả sự theo dõi của các bạn ở Việt Nam, cũng giống như là người yêu quý Quỳnh đang xem qua TV, qua phát trực tiếp trên Facebook, Quỳnh muốn thừa nhận rằng Quỳnh không có hề can đảm chút xíu nào như mọi người nghĩ đâu ạ. Quỳnh sợ và Quỳnh đã im lặng, bởi vì tất cả chúng ta ở đây ai cũng có sự sợ, cũng có nỗi sợ hết. Và không bao giờ có một người can đảm nếu như mà người đó không biết sợ. Quỳnh biết chắc rằng là mỗi người sẽ phải có một cái nỗi sợ khác nhau. Năm 2019, Quỳnh sợ mất hạnh phúc gia đình, sợ mất công việc, sợ không còn, sợ phá vỡ cái vỏ bọc yên ổn của mình trong cuộc sống. Và đó là lý do tại sao Quỳnh quyết định im lặng. Bởi vì năm 2019, với cái việc kêu gọi anh em in một cái áo để phản đối phong trào khai thác bô xít ở Tây Nguyên, và xa hơn nữa đó là cái hiểm họa sẽ mất dần sự kiểm soát đất nước vào tay Trung Cộng, thì với cái nhiệt huyết, và thậm chí bây giờ thì mọi người nếu đọc trên mạng sẽ thấy cái gọi là trẻ trâu, thì sẽ thấy rằng là Quỳnh rất là sợ. Và Quỳnh khi mà Quỳnh làm, Quỳnh chỉ thấy ồ, chúng ta có quyền, mình là công dân, mình có quyền bày tỏ với lãnh đạo, và mình khi mà mình kêu gọi cái nguyên tắc để mà có sự đồng thuận trong xã hội đó là số đông. Và Quỳnh nghĩ vì môi trường và vì hiểm họa Trung Quốc thì mình kêu gọi anh em bạn bè, những người trẻ sống có một chút trách nhiệm với đất nước thì kêu gọi in một cái áo công khai và viết những bài viết, thì đó là quyền tự do ngôn luận. Mà ngay từ lúc đó chưa tìm hiểu về nhân quyền thì Quỳnh không hiểu đó là khái niệm tự do ngôn luận. Chính vì vậy Quỳnh sợ và Quỳnh im lặng, bởi vì đối diện với cái việc Quỳnh nói thật là tạm giam, giai đoạn tạm giam rất kinh khủng và không ai mà không sợ hết. Và Quỳnh sợ thật, cho nên Quỳnh im lặng và Quỳnh xin lỗi mọi người, Quỳnh đóng blog. Nhưng khi mà mình im lặng rồi và mình chọn sống một cuộc đời bình thường rồi, thì lúc đó tự sau bên trong bản thân mình nó còn một cái bản ngã khác, đó là mình chỉ còn tồn tại chứ mình không còn sống nữa. Bởi vì sống mà không có ước mơ, không có nói được cái điều mình muốn thì nó chỉ là một, nó đang tồn tại chứ không là sống nữa. Thì Quỳnh lại quyết định là lúc đó Quỳnh bị cấm xuất cảnh, và Quỳnh nhận ra một điều rằng là nếu mình im lặng thì sẽ không ai nói, và nếu tranh đấu cho tự do của mình, không có ai tranh đấu cho tự do của mình. Đó là đi tiếp tục mở lại blog. Tù đầy là một hy sinh rất là to lớn. Với hoàn cảnh hôm nay, dân Việt Nam chúng ta có cần cùng hy sinh xương máu không? Câu hỏi này, bất cứ sự tự do nào, như mọi người đã nói là freedom is not free, thì sẽ không có sự tự do nào là miễn phí hết. Và cái lịch sử của dân tộc Việt Nam thì đã trải qua hai cuộc chiến tranh, và Quỳnh nghĩ cái biến cố mà cái sau chiến tranh năm 1975, nhiều người đã phải ra đi để tìm thấy tương lai, đó cũng là một sự hy sinh xương máu. Hy sinh xương máu để có thế hệ người Việt thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm thành công trên đất Mỹ. Đó là một sự hy sinh, và bất cứ sự tự do nào cũng đòi hỏi phải có sự hy sinh hết ạ. Câu hỏi kế tiếp mình cho Quỳnh. Quỳnh đó là, được biết Như Quỳnh từ khi bùng nổ Formosa, trước đó Như Quỳnh có cảm nghĩ gì đối với đất nước và với bốn chữ xã hội chủ nghĩa? Cái câu này là của bác Phan Tấn Ngưu, cảnh sát quốc gia. Dạ, xin cảm ơn câu hỏi của bác Ngưu ạ. Thực ra con chả có suy nghĩ gì về bốn chữ xã hội chủ nghĩa, vì con sinh ra là con đã biết đất nước mà là đất nước xã hội chủ nghĩa rồi, nên con không có
con không có suy nghĩ gì về chữ xã hội chủ nghĩa hết. Nhưng cái con có thể tìm thấy được đó là trong lịch sử con được dạy là Việt Nam Cộng Hòa là một cái thể chế rất là xấu xa, con người rất là tồi tệ, toàn là những cái xấu không. Nhưng mà và cái hệ thống giáo dục mà giáo dục con thành con người xã hội chủ nghĩa thì nó lại cho con thấy một cái khác, sao con người sống ích kỷ, sống thờ ơ, sống thiếu trách nhiệm như vậy. Sau đó con nhìn ngược lại trong cái bối cảnh của hoàn cảnh gia đình con, và con biết rằng là mình có thể nhìn thấy thể chế qua sự giáo dục của con người, và bố mẹ con, cậu dì con, các bác con là những con người của Việt Nam Cộng Hòa, đó là sự văn minh, sự nhân bản. Cho nên con, so với những gì con được giáo dục thì con biết rằng xã hội chủ nghĩa không tốt đẹp như vậy, và con đã bị lừa dối đó. Câu hỏi trực tiếp là của nhà văn Chu Tất Trấn, Chu Tất Tiến, xin lỗi. Trong hiện tình Đảng Cộng sản vẫn ngang nhiên bất chấp dư luận mà đàn áp dân chúng, điển hình là vụ Lộc Ninh, Quỳnh có chút hy vọng gì sẽ có thay đổi, nhất là khi đa số thanh niên Việt Nam vẫn đang lao đầu vào lớp sống xa đọa? Dạ vâng, xin cảm ơn câu hỏi của nhà văn Chu Tất Tiến. Thật ra thì lúc nãy bác có hỏi về vụ Lộc Ninh, nhưng con nghĩ là đây là vụ cướp đất ở vườn rau Lộc Hưng, đúng không ạ? Lộc Hưng mới là chính xác. Dạ. Và con nghĩ cái nhận xét là đa số thanh thiếu niên Việt Nam vẫn đang lao đầu vào lớp sống xa đọa, nó là một cái nhận xét hơi thiếu tích cực đối với các bạn trẻ trong nước. Bởi vì các bạn trẻ trong nước hiện nay với sự phát triển của Internet, với sự thông tin đa chiều, và các bạn có cách tiếp cận thông tin, các bạn có cách hoạt động của các bạn rất văn minh, rất tiến bộ, chứ các bạn không sống xa đọa. Những gì mà chúng ta thấy sống xa đọa đó chỉ là một phần nổi của xã hội Việt Nam, và cái đó là kết quả tất yếu của sự giáo dục và hệ nguyên một hệ thống tuyên truyền. Chúng ta không thể trách người trẻ được, bởi vì sao? Bởi vì nếu bạn mở báo chí lên, bạn chỉ thấy người mẫu, ca sĩ, ngôi sao thì họ chọn cuộc sống đó là một cuộc sống đương nhiên thôi. Muốn có sự thay đổi, tất cả mọi người đều phải thay đổi, không phải là lớp trẻ phải thay đổi, mà kể cả những người lớn, những người đi trước cũng phải có trách nhiệm làm sao để các bạn ý thức được ý thức công dân của các bạn. Và cái đó nó bắt đầu từ trong nền tảng gia đình. Vì bởi vì mình không, nếu mình chưa thể thay đổi hệ thống xã hội, chưa thể thay được đổi được hệ thống giáo dục hiện tại, thì mình phải thay đổi từ chính bản thân mình. Bởi vậy như con đã nói rằng là cuộc cách mạng ở Việt Nam nó sẽ chỉ có thể nổ ra, đó là một cuộc cách mạng vượt qua sợ hãi. Một người hết sợ, hai người hết sợ thì có thể cộng sản nó sẽ không sợ đâu. 10 người nó cũng chưa sợ, 100 người nó cũng chưa sợ, 1.000 người nó cũng chưa sợ. Nhưng mà 10.000 người và 100 người hết sợ dám đứng lên thì chắc chắn là cộng sản sợ. Kính thưa quý vị quan khách, thì trong tất cả những câu hỏi đặt ra cho Mẹ Nấm thì sẽ có những câu hỏi nó sẽ có nội dung nó tương đồng với nhau, nó na ná với nhau. Thì vậy thì chúng tôi sẽ chọn lọc và đọc những cái câu hỏi đó. Cho nên là ai đó mà có thể thấy cái câu hỏi của mình không được đọc lên nguyên vẹn như là họ viết thì cũng xin lượng thứ. Ở đây thì có ông Toàn, ông hỏi là hiện cô ở hải ngoại có còn đấu tranh cho đồng bào trong nước nữa không? Và đường lối đấu tranh như thế nào? Thì ở bên phố Quan Sa TV cũng có câu hỏi là cụ thể mục tiêu tranh đấu của chị trong thời gian tới là gì? Trong đó có mục tiêu lật đổ, tiêu diệt hoàn toàn chính quyền và Đảng Cộng sản Việt Nam hay không? Vâng, mình xin cảm ơn hai câu hỏi. Và cái câu hỏi của ông Toàn, câu hỏi này, hiện cô ở hải ngoại có lên tiếng tranh đấu cho đồng bào trong nước nữa không? Quỳnh nghĩ nếu những người quan tâm và yêu quý Quỳnh theo dõi thì sẽ thấy ngay từ ngày đầu tiên cho đến ngay từ đầu ngày đầu tiên Quỳnh đặt chân cho đến ngày hôm nay là ngày 12 tháng 1, còn 5 ngày nữa Quỳnh sẽ ở Mỹ tròn 3 tháng, và chưa có một ngày nào Quỳnh ngừng tranh đấu hết.
Quỳnh không nghĩ rằng là Quỳnh là một người sống xa quê hương, mà Quỳnh chỉ là một người hoạt động trong nước tạm thời bị bứt khỏi môi trường của mình, và Quỳnh đang phấn đấu trong đó. Ở đây có câu hỏi của phố Quân Xa TV là có mục tiêu lật đổ tiêu diệt hoàn toàn chính quyền và đảng cộng sản hay không? Khi chúng ta đặt câu hỏi lật đổ và tiêu diệt, chúng ta phải dựa trên thế quân mình. Bởi vì mình không thể lật đổ, mình không thể tiêu diệt khi trong tay mình không có cái gì hết. Và mình lật đổ và tiêu diệt nó là hai hành động mình phải dùng đến sức lực. Và nếu mà mình không có quân đội, mình không có vũ khí, mình không có, mình không thể dùng cụm từ lật đổ và tiêu diệt được. Ở đây với thời đại văn minh, với xu hướng phát triển căn bản, và chúng ta đã trải qua hai cuộc chiến tranh quá mất mát, chúng ta không thể dùng cái cụm từ lật đổ tiêu diệt, chúng ta phải dùng là giành quyền tự quyết cho người dân trong nước quyết định ai là người xứng đáng giành quyền lãnh đạo đất nước. Câu hỏi kế tiếp dành cho chị đó là Cộng sản Việt Nam sợ gì nhất? Rồi cộng đồng Việt Nam hải ngoại có thể làm gì mà cộng sản sợ nhất? Câu hỏi thứ ba luôn là cộng đồng Việt Nam hải ngoại có thể yểm trợ đồng bào trong nước bằng cách nào? Dạ, con xin cảm ơn, Quỳnh xin cảm ơn câu hỏi. Một tờ giấy mà tới ba câu hỏi. Dạ, cộng sản Việt Nam sợ gì nhất? Cộng sản Việt Nam sợ nhất là người dân không sợ cộng sản nữa. Cộng đồng Việt Nam hải ngoại có thể làm gì mà cộng sản sợ nhất? Cộng sản sợ nhất đó là mất đi khúc ruột ngàn dặm. Và cái hành động mà cộng sản sợ nhất đó là chúng ta không có gửi tiền, không có gửi kiều hối về để nuôi cộng sản nữa. Dạ, như con đã trình bày là con đến đây là con muốn chia sẻ, muốn trình bày về một những cái gì con đã làm và cái con đường trước mắt. Cái con sợ nhất khi con đặt chân đến Mỹ đó là con quá túi bụi với cuộc sống hàng ngày. Con sẽ trở thành một người chỉ biết kiếm tiền chăm lo cho đời sống của mình mà quên đi cuộc sống ở Việt Nam. Con sợ nhất là như vậy. Cho nên làm sao cộng đồng Việt Nam hải ngoại có thể nuôi dưỡng, có thể bao dung, có thể tha thứ cho những lỗi lầm mà con những người trong nước đi ra ngoài vô tình mắc phải? Hoặc là bởi vì khi mà mình ra ngoài, Quỳnh sẽ chia cái câu này ra làm hai phần. Bởi vì cộng đồng Việt Nam hải ngoại có thể làm gì để yểm trợ đồng bào trong nước? Ở đây đồng bào trong nước thường thường sẽ có hai thành phần. Thành phần thứ nhất là thành phần ở trong nước bị ép đi ra nước ngoài, bị tống xuất ra nước ngoài như con. Và con chỉ mong là đồng bào, đồng hương của mình ở hải ngoại có thể bao dung hơn với những người trong nước. Bởi vì khi bị đứng ra khỏi môi trường, bị đặt vào một cái môi trường mà nó hoàn toàn khác về văn hóa, cách ứng xử cũng giống như là ngôn từ, cách giáo dục nó khác, hoàn toàn sẽ chắc chắn sẽ có xung đột. Vì vậy xin hãy bao dung, bởi vì chúng ta đều mong muốn nhìn thấy Việt Nam tự do, chúng ta đều mong muốn cái tốt đẹp cho Việt Nam, thì tại sao chúng ta lại bắt lỗi chi ly, chúng ta quá đi vào tiểu tiết để triệt tiêu cái tinh thần của những người đã từng là những người dũng cảm. Cái thứ hai là đối với đồng bào trong nước hiện tại thì cũng vẫn cần sự thông cảm. Bởi vì khi mà mình ở bên ngoài, mình được tự do, cái góc nhìn của mình nó sẽ khác với... Thường thường á, mọi người ở bên đây, mọi người không có sợ công an. Cho nên nhiều khi công an có cái gì mà sợ? Không phải. Những người tranh đấu và đồng bào trong nước, họ không sợ cho bản thân họ. Khi họ lên tiếng, họ sợ cho người thân và gia đình. Cái nỗi sợ hãi sẽ ảnh hưởng đến người khác khi mình là người có trách nhiệm với xã hội, nó rất là kinh khủng. Và vì vậy là vẫn cần sự thông cảm từ cộng đồng hải ngoại, bên cạnh đó cần sự chia sẻ. Khi con ở trong nước, con không có biết ở bên ngoài sẽ có những khó khăn gì. Và cho nên khi con ra đây, con hiểu là ngày xưa mình nhìn
chưa chính xác, bởi vì mình không đứng ở bên ngoài. Nhưng khi mình đứng ở bên ngoài, mình nhìn về lại bên trong thì mình cũng sẽ thấy à, anh em mình ngày xưa có cái nhìn thiếu sót, bởi vì cũng thiếu bao dung với bên trong. Bởi vậy, cộng đồng hải ngoại có thể làm gì? Con chỉ mong người Việt mình bao dung với nhau, mở rộng vòng tay với nhau để cùng đi tới thôi ạ. À, vâng, đó cũng là câu trả lời cho câu hỏi của anh Trần Đình Khoa. Anh Khoa hỏi là làm cách nào để cộng đồng Việt Nam hải ngoại yểm trợ phong trào đấu tranh trong nước một cách hữu hiệu. Và đó cũng trả lời cho cái câu hỏi là trong cuộc đấu tranh của chị có cách gì làm cho người Việt Nam đoàn kết để chống cộng? Con cũng chỉ có một sự câu hỏi, cũng chỉ có một câu trả lời là chúng ta bao dung và chia sẻ với nhau. Bởi vì trong khi chúng ta quay sang bắt lỗi chia tiểu tiếng Việt, chúng ta quên mất rằng kẻ thù chúng ta là cộng sản. Chúng ta quay qua chúng ta chỉ trích anh em. Có thể chúng ta khác con đường, chúng ta khác mục tiêu, chúng ta khác tất cả các thứ, nhưng mà chúng ta lo bắt lỗi nhau cái chúng ta quên mất cái người gây ra những tai họa này là cộng sản. Và cộng sản cũng chỉ cần đợi cái lúc đó thôi. Người hỏi về sự đoàn kết, con không có kêu gọi sự đoàn kết, bởi vì cộng sản cũng gọi đoàn kết đại đoàn kết, mà con không muốn dùng chữ đoàn kết. Nếu mình nói đoàn kết thì nó cũng giống cộng sản. Ở đây để thấy được Việt Nam cường thịnh, chỉ cần những cái tôi thật giỏi bớt đi chút xíu để có một cái chúng ta. Và cộng sản nó không sợ nhiều cái tôi, nó sợ một cái chúng ta thôi. Vì nhiều cái tôi giỏi gộp lại sẽ ra một chúng ta rất giỏi. Cho nên vì vậy là con nghĩ duy nhất cái đường đi tới đó là làm sao không còn cái cụm từ là người Việt hải ngoại hay người Việt trong nước, mà chỉ là chúng ta, những người Việt Nam yêu tự do, yêu thực sự. Câu hỏi của bác Yến dành cho chị đó là: tôi thấy đấu tranh bất bạo động không thành công, nhiều người yêu nước đã hy sinh. Tôi muốn hỏi, ở tù và sống trong xã hội Việt Nam, cô có tìm ra tử huyệt của chế độ cộng sản hay không? Bác Yến. Dạ, xin cảm ơn câu hỏi của bác Yến. Bác có nói rằng là tôi thấy đấu tranh bất bạo động không thành công. Khi mà chúng ta nói về khái niệm bất bạo động, có nghĩa không có nghĩa là cộng sản đánh chúng ta đứng yên. Cái chữ bất bạo động không có nghĩa là mình không động đậy. Con nghĩ là cái khái niệm bất bạo động mình phải thay đổi một chút xíu. Nếu như mà đối với con, nếu như mà một anh an ninh thường phục anh đánh con, anh không mặc đồ cảnh sát, con sẽ đánh lại. Con đó là quyền tự vệ của con, chứ không có nghĩa là con đấu tranh bất bạo động con phải đứng yên. Mình phải thay đổi cái khái niệm đấu tranh bất bạo động ở đây. Bất bạo động không có nghĩa là đứng yên cho người khác đánh mình, mà bất bạo động có nghĩa là mình không sử dụng bạo lực, vũ lực để cưỡng đoạt để được cái mình muốn. Và con nghĩ rằng là chúng ta có quyền tự vệ, có quyền chiến đấu. Cho nên cái khái niệm đấu tranh bất bạo động trước giờ con thấy có thể là hiểu trên cái góc nhìn có nghĩa là bất bạo động là đứng yên, nó tới nó đánh mình cũng đứng yên không. Con đối với con, rất bất bạo động là phải biết tự vệ và phải học. Trong thời đại hiện nay, vũ khí hữu hiệu nhất chính là Internet. Bên cạnh đó, để sử dụng cái thứ vũ khí hữu hiệu này, chúng ta cần phải học hỏi, chúng ta phải có kiến thức. Bởi vì như mình nói, các lãnh đạo của cộng sản là ngu dốt, là thiếu văn minh, thì mình phải đi ngược lại, vũ khí đặt ngược lại họ, đó là kiến thức, là sự hiểu biết, là sự văn minh. Và bên cạnh, khi chúng ta có kiến thức, có sự hiểu biết và có sự văn minh, thì chúng ta còn có một đồng minh lớn hơn, đó là cộng đồng quốc tế. Cho nên đó chính là cái chìa khóa. Nhiều người yêu nước đã hy sinh, tôi muốn hỏi, ở tù và sống trong xã hội Việt Nam, cô có tìm ra tử huyệt của chế độ cộng sản hay không? Dạ, lúc nãy con đã trả lời rồi, tử huyệt của chế độ cộng sản đó là sự không sợ hãi của người dân. Nếu ngày nào người dân không sợ cộng sản nữa, là đó là tử huyệt của họ. Có một số câu hỏi về Trung Quốc, về tàu cộng. Theo chị Quỳnh, Hiệp ước Thành Đô có ảnh hưởng lớn như thế nào sau năm 2020? Câu hỏi của Hoàng Trúc. Và có một câu hỏi của Phó Chủ tịch Điều hành Hải ngoại, đó là Trung Cộng đã sáng lập đặc khu, thì cô có phản ứng ra sao? Dạ, con xin trả lời của câu hỏi của Phó Quỳnh, xin trả lời câu hỏi Phó Chủ tịch
hùng hải ngoại trước. Trung Cộng đã sáng lập đặc khu, tức là luật đặc khu được ban hành trong thời gian Quỳnh đang ở tù. Và khi các cuộc biểu tình chống dự luật đặc khu bùng nổ, điều đó cho chính các lãnh đạo cộng sản một câu trả lời, đó rằng là người Việt họ không chấp nhận sự lệ thuộc vào Trung Quốc, và người dân đã lựa chọn bằng các cuộc xuống đường thì phần còn lại là sự lựa chọn của các lãnh đạo cộng sản. Và họ đã hoãn binh bằng cách hoãn thời hạn thông qua dự luật đặc khu. Và bây giờ con là một phần của đồng hương hải ngoại, thì chắc chắn là cái phản ứng về mặt con không thể đi biểu tình giống như anh em như những năm trước đây con đã từng đi nữa. Chính vì vậy con sẽ học hỏi và học tìm thêm nhiều kiến thức để bảo vệ, để tranh đấu cho những anh em nếu những anh em đó lỡ có đi biểu tình mà bị bắt rồi. Câu hỏi của chị Hoàng Trúc, hiệp ước Thành Đô có ảnh hưởng lớn thế nào sau năm 2020? Thì Quỳnh nghĩ rằng là không cần đợi đến năm 2020 nữa, mà hiện nay một số tỉnh thành bờ biển, đặc biệt là Nha Trang, quê hương của Quỳnh, đã tràn ngập người Trung Quốc. Và một phần, một trong những lý do đẩy Quỳnh vào tù với bản án 10 năm đó chính là Quỳnh rất kiên quyết trong việc đấu tranh chống lại Trung Quốc và chống lại cái sự xâm nhập bất hợp pháp, cũng giống như những cái biện pháp tuyên truyền về đường lưỡi bò của họ ở ngay tại Việt Nam. Thì Quỳnh nghĩ người Trung Quốc tràn ngập ở Việt Nam, ngoài cái chủ trương về đường lối chính sách thì trong đó cũng có một phần là từ cái sự thiếu hiểu biết của người dân trong nước nữa. Còn mọi người cứ nghĩ là Trung Quốc qua mình làm ăn với Trung Quốc mình có tiền, họ chỉ mới nhìn thấy một phần bởi vì họ không có thông tin. Cho nên với cái thời đại này, những người tự do có thể dành thời gian, có thể chia sẻ chính với người thân, đồng hương, đồng bào của mình ở ngay trong nước về những gì để diễn ra một cách nhẹ nhàng. Và cái sự chia sẻ thông tin này nó đòi hỏi sự kiên trì, sự khéo léo và rất là dài hơi. Bởi vì mình không thể một ngày nói cho mọi người hiểu. Bởi vì cái chuyện người Trung Quốc đến và họ phục vụ người Trung Quốc, nó là cái đời sống cơm áo bình thường. Cho nên cái việc này đồng bào hải ngoại vẫn có thể tiếp xúc với đồng bào trong nước bằng cách tận dụng thời gian và tiếp tục cảm thông, chia sẻ với mọi người những cái gì mình được biết một cách nhẹ nhàng nhất, đừng thúc đẩy họ để cho họ cảm thấy một cái hiểm họa là chúng ta sắp mất nước rồi ạ. Đây cũng là một câu hỏi về cái sự đoàn kết. Đó là sau 3 tháng cô đến Mỹ, nhận xét của cô thấy thế nào về cộng đồng Việt Nam ở Mỹ? Số blogger được sống hiện nay ở Mỹ có sự chia rẽ nhau và đánh phá nhau. Cô có ý nghĩ như thế nào và có làm cô nhục chí đấu tranh hay không? Cô có biện pháp nào để đứng ra hàng gắn hay không? Dạ, xin cảm ơn câu hỏi của anh Sơn Trung thì phải. Và trả lời cho cái ý là sau 3 tháng đến Mỹ thì cộng đồng người Việt Nam ở Mỹ như thế nào, thì Quỳnh phải thú nhận rằng là cộng đồng ở Việt Nam không như Quỳnh nghĩ. Cộng đồng Việt Nam ở Mỹ không như Quỳnh nghĩ. Lúc Quỳnh ở trong nước, Quỳnh nhìn cộng đồng theo nó hơi phiến diện, là Quỳnh chỉ nhìn thấy những cái sự chia rẽ. Quỳnh nhìn thấy cái sự thiếu thông cảm, bởi vì cái phần đó là cái phần mà truyền thông báo đảng họ cũng muốn kích lên để cho người trong nước nhìn thấy rằng là cộng đồng người Việt ở ngoài mình chia rẽ với nhau. Nhưng mà khi Quỳnh đặt chân đến Mỹ và khi Quỳnh được bà con yêu thương, thì đối với Quỳnh, cộng đồng và đồng hương là các bác, các cô đã lặn lội đến đây với Quỳnh từ rất sớm, là các bác, là anh. Lúc nào đó vừa nhìn thấy Quỳnh đã ôm Quỳnh khóc, đó chính là cộng đồng. Và Quỳnh biết chắc rằng là với cái tinh thần khi mà mọi người ngồi ở đây,
và chúng ta đều mong muốn một Việt Nam tự do, thì cộng đồng người Việt của mình sẽ tìm ra cách để chung tay, để cùng nhau để nhìn thấy được Việt Nam cường thịnh. Và đối với Quỳnh là cái mà cộng sản sợ nhất mà cộng đồng ở đây có thể làm được, đó là chúng ta sẽ dẹp bỏ bớt cái tôi trong mỗi người để có một cái chúng ta thật lớn. Và khi nhắc về người Việt hải ngoại, họ sẽ không bao giờ phải dùng cái từ cộng đồng người Việt luôn vong, mà họ sẽ phải nói rằng là chúng ta những người Việt tự do ở khắp nơi trên thế giới. Quỳnh rất mong thấy điều đó ạ. Ở đây có anh có hỏi Quỳnh về một cái câu hỏi về sự chia rẽ của các blogger. Quỳnh nghĩ sự chia rẽ hay cái gì đó nó chỉ là quan điểm cá nhân. Và giống như lúc nãy giờ Quỳnh vẫn cứ nói là nếu chúng ta không dẹp cái tôi thì chúng ta sẽ không có một cái ta. Và nếu và cái sự chia rẽ đó nó bắt đầu từ cá tính, từ sự khác biệt về cá tính. Nhưng quan trọng nhất là khi trong một cái cuộc xung đột về cá tính thì cái mục tiêu cuối cùng chúng ta muốn thấy là cái gì? Chúng ta muốn thấy giá trị của bản thân mình được khẳng định, hay chúng ta muốn thấy giá trị Việt Nam được đặt lên trên bàn cơm? Thì Quỳnh không có cách để hàn gắn sự chia rẽ. Nếu như Quỳnh không là người gây ra sự chia rẽ, Quỳnh sẽ không có cách. Nhưng cái cách duy nhất mà Quỳnh nghĩ Quỳnh vẫn đang tiếp tục rèn luyện đó là dẹp bỏ cái tôi trong chính bản thân Quỳnh để có cái chúng ta mà Quỳnh muốn thấy. Cho nên đó chính là cái cách duy nhất thôi ạ. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu có sự góp mặt của bác sĩ Võ Đình Hữu, đồng chủ tịch Hội đồng Liên kết Việt Nam Hải ngoại và Quốc nội. Quý vị nào còn có câu hỏi thì xin có thể là gửi xuống ban tiếp tân ở phía dưới, hoặc là có thể đưa chuyển lên ngay trực tiếp. Dạ, xin đây. Quý vị cứ đưa tay lên và dạ. Sẽ các anh chị trong ban tổ chức lấy câu hỏi. Dạ, đây là cái câu hỏi dành cho chị, đó là những câu hỏi mời mọc. Cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali mời chị là khách danh dự diễu hành trong dịp Tết Kỷ Hợi. Chị có nhận lời hay không? Dạ, Quỳnh xin chân thành cảm ơn. Và Quỳnh biết rằng là các bác trong ban tổ chức đã rất yêu quý Quỳnh mới có cái lời mời các công khai như vậy. Và thật sự thì Quỳnh cũng chia sẻ ở đây để các bác biết được rằng là nếu có một cái dịp nào đó mà các bác mời mà Quỳnh không thể thu xếp để đến được, xin các bác thông cảm, bởi vì Quỳnh không đến Mỹ trong một hoàn cảnh bình thường, mà Quỳnh đến Mỹ cùng với mẹ già và hai con nhỏ. Và để ổn định cuộc sống ở một đất nước xa lạ, trong khi phải bắt đầu lại từ đầu và Quỳnh điều kiện sức khỏe cũng không được tốt, thì việc đi đây đi đó nó hoàn toàn không phải là dễ dàng. Cho nên nếu mà Quỳnh không thể tham dự được tất cả những cái lời mời mà cộng đồng ở khắp nơi mời Quỳnh, thì Quỳnh xin mọi người thông cảm. Và cái buổi Quỳnh có mặt ở đây cũng chính là tự Quỳnh chủ động để mong muốn gửi đến lời tri ân, và cũng xin thứ lỗi nếu như Quỳnh không thể xuất hiện trong các sinh hoạt cộng đồng như mọi người mong đợi ạ. Và thầy, đây là câu hỏi mà người ta muốn chị trả lời là trong dịp Tết Kỷ Hợi sắp tới. Và một câu hỏi nữa là mời chị tham dự vào ngày hội Chu Văn An tại San Jose vào ngày 3 tháng 3 năm 2019. Thì trong hai câu hỏi này thì chị, hai lời mời này thì chị phải trả lời cho người ta rõ ràng có đồng ý hay không ạ? Quỳnh rất tiếc là trong hai lời mời này thì hiện tại là Quỳnh vẫn phải đưa đón các con đi học và không có ai phụ giúp hết. Và cái việc Quỳnh có mặt ở đây đó là một nỗ lực. Cho nên có lẽ là hai lời mời này Quỳnh xin chân thành cảm ơn, nhưng Quỳnh có thể Quỳnh sẽ không thu xếp thời gian để tham dự được ạ. Quỳnh xin thứ lỗi ạ. Hiện tại trong ban tổ chức đã không còn câu hỏi nào nữa, thì xin quý vị nào giơ tay chúng tôi sẽ... Dạ không, và con xin phép bác là bởi vì cái thời gian của... Cô có nghĩ là cô sẽ đứng ra lãnh đạo một
cuộc gây quỹ nào để giúp cho anh em tù nhân lương tâm trong nước không? Dạ thưa, con xin trả lời với bác rằng là khi người ta nhắc đến gây quỹ thì nó phải kèm, mình gây quỹ thì mình phải kèm đến cái trách nhiệm, là trách nhiệm truyền tải và trách nhiệm minh bạch thông tin. Và con không thể đảm đương việc đó trong thời điểm hiện tại, cho nên con xin phép là con không thể đứng ra quay quỹ được, bởi vì hiện tại con không đủ sức để làm cái việc đó ạ. Hiện tại thì con nghĩ có rất là nhiều quỹ đã giúp các anh chị em tù nhân lương tâm, và nếu bác cần con sẽ cho bác email của con, và con sẽ chuyển cái phần của bác hoặc là đến những người mà bác cần giúp đỡ. Còn cá nhân con, tại vì khi mà mình đứng ra gây quỹ và mình tiếp nhận sự đóng góp của mọi người thì mình phải có nghĩa vụ minh bạch, mà con thì lại không đủ thời gian để làm việc đó. Con xin tại lần của cho bác rõ ạ. Câu hỏi kế tiếp dành cho chị đó là: làm sao triệt hạ người thân? Rất là khó đọc. Bạn bác sĩ hữu viết không? Cái câu hỏi này có phải là làm câu này đã xóa rồi, câu này mình đọc không ra. Làm sao truyền lại người thân? Dạ xin lỗi, cái câu hỏi này của ai vậy? Xin lỗi. Dạ. Câu này không thể đọc được, tại vì nó không có ra câu cứu gì hết. Chị Trang coi. Câu hỏi liên quan đến đệ nhất phu nhân Melina Trump là: bà đệ nhất phu nhân có tặng giải phụ nữ can đảm cho chị. Chị đã gặp đệ nhất phu nhân chưa? Xin nhắc các phụ nữ can đảm khác. Dạ, Quỳnh đã có thư, Quỳnh và cá nhân bé Nắm huyện Bảo Nguyên đã có thư gửi lời cảm ơn bà đệ nhất phu nhân Melina Trump về giải thưởng phụ nữ can đảm năm 2017. Và những cái cố gắng của vợ chồng bà cho tự do của Quỳnh, và Quỳnh chưa có cơ hội được gặp bà Maria Trump ạ. Dạ không ạ. Thư cảm ơn. Dạ, thông qua Bộ Ngoại giao thì đã trả lời là nhận thư rồi. Sau khi ban tổ chức đã giải mã thì đã ra được cái thông điệp trong câu hỏi này. Đó là: làm sao triệt hạ người thân cộng? Ngay tại hay tay sai của cộng sản trong cộng đồng hay là trong giới blogger? Cái câu hỏi này nó hơi khó. Dạ, tại vì thường á, nếu mà con Quỳnh cảm thấy rằng là cái người nào đó thương cậu thì Quỳnh sẽ tránh xa thôi, bởi vì quan điểm của Quỳnh là không có triệt tiêu, không triệt buộc. Và Quỳnh cái thời đại này, bởi vì Quỳnh tranh đấu cho quyền tự do ngôn luận và tự do phát biểu ý kiến, cho nên Quỳnh tôn trọng cái quyền yêu bác và yêu đảng của các bạn dư luận viên cũng như các bạn thân cộng. Cái mà Quỳnh thường áp dụng ở trên trang Facebook cá nhân hay trong tất cả các cuộc tranh luận đó, từ xưa đến giờ Quỳnh có thể nói Quỳnh chơi, Quỳnh sử dụng Facebook hay blog, Quỳnh chưa blog bất kỳ ai hết. Nhưng mà tất cả các bạn thân cộng hoặc là các bạn yêu bác cuồng đảng, kính Bắc Hồ gì đó vào Facebook của Quỳnh á, là phải đi theo cái luật chơi do Quỳnh đặt ra. Đó là thứ nhất phải sử dụng từ ngữ văn minh, cái thứ hai phải tôn trọng ý kiến người khác, và thứ ba không tấn công cá nhân. Cho nên Quỳnh không có ý triệt tiêu người khác, nên hỏi Quỳnh làm sao thì Quỳnh không biết. Riêng về cái nguyên tắc bảo mật thông tin
trong các cái sinh hoạt thì Quỳnh nghĩ hiện tại mạng lưới blogger làm rất là tốt, và cái Quỳnh là người duy nhất trong mạng lưới blogger bị bắt, bởi vì tất cả các hoạt động công khai và thường thường là với các cái chiến dịch của mạng lưới blogger thì đều bắt đầu từ những việc nhỏ nhất để mời gọi người ta bước ra khỏi sự sợ hãi. Cho nên nếu có tay sai thì cũng không làm gì được trong đó hết. Anh có thể có hai lựa chọn, hoặc là tham gia cùng chúng tôi, hoặc là anh đứng yên thôi, chứ anh cũng không thể chen sâu vào trong cộng đồng được. Họ có thể moi được thông tin là bởi vì chúng ta nói. Cho nên cách tốt nhất là bảo toàn thông tin hay là tẩy chay những người tay sai, đó là chúng ta đừng để lộ thông tin một cách tùy tiện quá thôi ạ. Dạ, xin ban tổ chức có thông báo xin cứu khách nào mà có thể khát nước á, thì mình có thể là mình đi xuống phía dưới có bàn tiếp tân, hoặc đi ra bên phía ngoài hội trường á, có nước uống và sữa đậu nành để mình tiếp tục có đủ sức để mình đặt những câu hỏi hóc búa cho blogger mẹ nấm nè. Dạ, con nghĩ cái nước đó phải dành cho con, tại mọi người chỉ viết câu hỏi còn người trả lời là con. Câu hỏi kế tiếp dành cho chị, đó là thực tế cho thấy các nhà bất đồng chính kiến khi ra khỏi Việt Nam thường không hoạt động hiệu quả và không có tiếng vang như khi còn ở trong nước. Cô nghĩ sao về trường hợp của mình trong tương lai? Câu hỏi của Phố Quân Sa TV. Dạ, xin cảm ơn câu hỏi của Phố Quân Sa TV. Và Quỳnh nghĩ đến bây giờ khi Quỳnh đã ở ở Mỹ gần 3 tháng, còn 5 ngày nữa là 3 tháng. Và với cái chủ đề Quỳnh viết về công an ngay trên Facebook cá nhân của mình, thì chỉ chưa đến một tháng sau khi Quỳnh rời Việt Nam là báo công an và đài truyền hình quốc gia Việt Nam có bài viết cho dành riêng cho blogger mẹ nắm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là phải chừa đường quay về với tổ quốc. Thì những gì họ làm trong vòng 2 tháng Quỳnh qua đến Mỹ, nó là một câu trả lời cho cái câu hỏi của Phố Golsa TV. Quỳnh không hề vô hiệu như họ nghĩ, Quỳnh không bị vô hiệu như họ nghĩ. Và Quỳnh nghĩ, Quỳnh biết chắc rằng là Quỳnh vẫn còn tiếp tục được ước mơ của mình. Cho nên mình chỉ là vô dụng khi nào mình tự bản thân mình nghĩ mình vô dụng thôi. Người khác nghĩ mình vô dụng không quan trọng. Cho nên Quỳnh nghĩ sau khi họ đã bắt Quỳnh, tích kết án Quỳnh 10 năm và tống xuất Quỳnh đi Mỹ rồi, họ lại bảo Quỳnh phải chừa đường quay về với tổ quốc với một cái hộ chiếu chỉ có 6 tháng là hết hạn, thì chứng tỏ là Quỳnh đâu có bị vô dụng ở ngay tại đất Mỹ này, mặc dù Quỳnh mới đến. Kế tiếp là câu hỏi của nhà báo tự do Trương Quốc Huy của Anthem TV. Là một người có trải qua và được vận động đấu tranh, làm thế nào chúng ta vận động được hiệu quả cho tù nhân lương tâm Việt Nam tại diễn đàn quốc tế? Dạ, xin cảm ơn câu hỏi của anh Trương Quốc Huy. Quỳnh nghĩ trong cái bối cảnh mà Cộng sản Việt Nam dùng chính những người tù chính trị để làm cái sự mặc cả về quyền lợi kinh tế và chính trị, thì tùy theo từng thời điểm, từng trường hợp và từng giai đoạn, thì công việc hiệu quả nhất là chúng ta thu thập thông tin về anh em thật đầy đủ. Chúng ta làm một cái hồ sơ thật đầy đủ về những gì anh em đã làm, và chúng ta giữ liên hệ thật tốt với gia đình anh em. Bởi vì những gì chúng ta làm chỉ là phụ, và cái nỗ lực tranh đấu cho tự do của anh em chúng ta khi ở trong tù chính là từ người thân, từ gia đình và từ trong nước. Cho nên chúng ta nỗ lực hiệu quả nhất là chúng ta tiếp sức cho người thân của những người bị bắt tranh đấu cho tự do của họ. Đây là một câu hỏi mà có lẽ là khi mà hỏi Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc đảng viên thì có thể họ sẽ trả lời chính xác hơn là blogger mẹ nấm. Xin được đọc. Đảng Cộng sản Việt Nam có sợ Quốc hội Mỹ hay không? Và làm cách nào Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đi theo Mỹ thay vì Trung Cộng? Nếu mà Quỳnh trả lời cái câu hỏi này chính xác thì các cô, các bác, các cô, chú, anh chị ở đây có nghĩ Quỳnh là đảng viên không? Quỳnh nghĩ Đảng Cộng sản Việt Nam có sợ Quốc hội Mỹ không?
Quỳnh không nghĩ là họ sợ Quốc hội Mỹ, mà Quỳnh nghĩ là họ sợ những nỗ lực không mệt mỏi của cộng đồng người Việt hải ngoại đối với Quốc hội Mỹ. Và Quỳnh nghĩ rằng là làm cách nào để Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đi theo Mỹ thay vì Trung Cộng? Ờ, câu này chắc phải chuyển cho ông Nguyễn Phú Trọng chứ. Câu này là hơi khó đối với Quỳnh. Nhưng mà Quỳnh nghĩ rằng là khi mà lãnh đạo của một quốc gia đặt cái quyền lợi của cá nhân, quyền lợi của phe nhóm lên trên lợi ích của quốc gia thì chắc chắn là ai cho họ nhiều họ sẽ đi theo người đó thôi. Cho nên cái câu này Quỳnh sẽ chuyển email lại cho Nguyễn Phú Trọng hoặc là bà Nguyễn Thị Kim Ngân ạ. Vâng, hiện thời thì xin chờ các câu hỏi khác. Thì có một số người gặp và tôi và nhờ nhắn lại với mẹ Nấm, hỏi mẹ Nấm rằng tại sao hôm nay khi mà ra mắt cộng đồng đồng hương ở Nam Cali thì chỉ có một mình chị, chứ không có thấy mẹ và hai đứa con. Rồi họ muốn biết tình hình của gia đình chị khi mà tới Mỹ, tới giai đoạn này thì nó hiện tại nó như thế nào rồi, thì sắp tới dự tính ra sao? Dạ, như lúc nãy Quỳnh có thông báo ngay từ phần đầu là một số cái câu hỏi cá nhân Quỳnh sẽ không trả lời. Nhưng mà vì đây Quỳnh biết là với sự quan tâm và yêu mến của các bác, các cô chú, các anh chị, nên cái câu hỏi này Quỳnh xin được trả lời tóm gọn. Hiện tại hai cháu Nấm và Gấu đã đi học, cho nên thời gian Quỳnh đi thì Nấm và Gấu vẫn phải đi học, cho nên Quỳnh đó là lý do lớn nhất mà Nấm và Gấu không thể đi. Hiện tại gia đình Quỳnh vẫn phải nhờ sự giúp đỡ của anh chị là thành viên, anh chị đã là người bảo trợ Quỳnh. Và đó là lý do mà khi có nhiều người nghĩ rằng là gia đình Quỳnh đã đặt chân đến Mỹ rồi thì mọi thứ nó đã ổn định rồi. Nhưng mà Quỳnh nghĩ chắc tất cả các bác, các cô chú, các anh chị ở đây sẽ hiểu việc ổn định giấy tờ và ổn định cuộc sống mới nó hoàn toàn không dễ dàng như mọi người nghĩ. Không phải qua Mỹ là xong chuyện, mà qua Mỹ đầu tiên để hoàn tất thủ tục giấy tờ để làm sao mình không có mình để cho ổn định cái cuộc sống. Đặc biệt cái Quỳnh quan trọng nhất là tinh thần của mẹ Quỳnh, bởi vì đến bây giờ thì mẹ giống như là người ở bên Mỹ nhưng mà hồn xác thì vẫn còn ở Việt Nam. Và mỗi buổi sáng khi mẹ thức dậy mà mẹ phải nhìn qua camera để nhìn về cái hoạt động thường ngày ở Việt Nam để biết anh chị em con cháu mình làm cái gì, Quỳnh biết mẹ Quỳnh rất là buồn. Và cái đó nó là một cái hiện tượng tâm lý mà cần phải có thời gian mới giải quyết được. Cho nên để ổn định cái cuộc sống hiện tại nó hoàn toàn không dễ dàng như mọi người nghĩ. Nhưng Quỳnh và gia đình cũng chưa bao giờ muốn công bố những cái khó khăn của gia đình. Bởi vì thật sự sau khi cái mà Quỳnh muốn chia sẻ ở đây là sau khi Cộng sản họ trao đổi Quỳnh xong họ tống Quỳnh đi á, họ cũng chỉ muốn thấy Quỳnh sống rất khổ sở trên đất Mỹ thôi. Và họ cũng chỉ muốn thấy Quỳnh tuyệt vọng, Quỳnh không làm được những cái gì Quỳnh mong muốn thôi. Quỳnh sẽ không bao giờ cho họ điều họ mong muốn. Cho nên những khó khăn của mình Quỳnh cũng không muốn chia sẻ với nhiều người. Bởi vì khi Quỳnh nghĩ khi đã đặt mình vào cái vị trí là một người hoạt động thì mình chỉ nên đem những cái năng lượng tích cực để truyền tải cho xã hội, đặc biệt là cho những người đang hy vọng, đang trông cậy vào mình. Và những cái khó khăn của mình Quỳnh sẽ tìm cách giải quyết nó theo cái chiều hướng cá nhân. Và Quỳnh biết chắc rằng là với sự thương yêu của các bác, các cô chú, các anh chị ở đây, đặc biệt những người đang bảo bọc Quỳnh hiện tại, thì gia đình Quỳnh sẽ vượt qua được khó khăn bước đầu ạ. Lúc đầu thì khi mà quý vị quan khách vô thì thấy là blogger mẹ Nấm cứ lấp lấp ló ló ở phía trong chứ không có ra bên ngoài để chào hỏi quý vị được, thì ban tổ chức là thấy đó là việc cần thiết. Tại vì sự mến mộ của quý vị có thể là
sẽ là chụp hình rồi tâm sự này kia thì có thể blogger mẹ nấm không có dứt ra được để mà lo cho chương trình. Cho nên sau khi mà đã giao lưu chia sẻ ở đây thì quý vị có thể gặp riêng, có thể chụp hình làm kỷ niệm với mẹ nấm và nhắn gửi gì đó riêng tư hơn thì xin cứ tự nhiên ạ. Dạ vâng, và vì cái phần dành câu hỏi dành cho Quỳnh cũng đã kết thúc, Quỳnh cũng chỉ muốn nói lời cảm ơn với các bác, đặc biệt là Quỳnh biết chắc rằng là Quỳnh được mọi người yêu thương bởi vì có bác đến rất là sớm. Ở đây có những bác lớn tuổi đến rất là sớm và có những bác là đồng hương Nha Trang của Quỳnh đến rất là sớm. Vì bác chỉ muốn thấy là một đứa con, đứa cháu ở Nha Trang đang đứng ở đây sau những cái nỗ lực của mọi người. Quỳnh xin cảm ơn tất cả mọi người vì những chuyện đó. Và Quỳnh cũng xin các bác, các cô chú yêu quý đã đến với Quỳnh hôm nay bỏ qua cho Quỳnh, em Thành Nhân là thành viên mạng lưới blogger và các anh chị trong nhóm thân hữu blogger mẹ nấm đã tổ chức cái buổi gặp hôm nay, xin bỏ qua cho những cái thiếu sót mà vô tình Quỳnh và các anh chị em mắc phải và xin quý mến chúc các bác, các cô, các chú một năm mới bình an, thật nhiều sức khỏe. Và Quỳnh muốn kết thúc cái buổi gặp này bằng cái câu gặp mà người Do Thái thường hay hẹn gặp nhau. Người Do Thái họ hẹn gặp nhau ở Jerusalem mỗi năm để mong muốn thấy một đất nước văn minh và cường thịnh, và họ đã làm được. Vì vậy chúng ta, những người Việt yêu tự do ở đây sẽ hẹn gặp nhau ở Hoàng Sa. Năm nào mình cũng hẹn gặp nhau, sang năm gặp ở Hoàng Sa thì nhất định mình sẽ gặp nhau được ở Hoàng Sa. Mọi người có đồng ý không ạ? Sau đây có nhà văn Chu Tất Tiến muốn phát biểu một vài lời với lại blogger mẹ nấm. Dạ, con xin phép bác một phút cho con trả lời câu hỏi này và đến phần phát biểu của bác là dạ. Anh Tạ Trấn Nam thì phải có hỏi Quỳnh là mẹ nấm kỳ vọng như thế nào với giới trẻ trong nước hiện nay, và Quỳnh xin trả lời Quỳnh rất hãnh diện và Quỳnh rất tự hào khi các bạn làm việc với Quỳnh là những người trẻ hết sức văn minh, hết sức khôn ngoan, các bạn rất lịch thiệp. Và người trẻ trong nước Việt Nam, trong nước hiện nay, họ khao khát về tự do và họ tranh đấu rất tiến bộ. Đó là cái chia sẻ của Quỳnh mà Quỳnh muốn các bác, các cô chú biết để tiếp tục tin tưởng rằng là người trẻ họ không lơ là với đất nước và họ vẫn đang cố gắng. Bằng chứng là một người trẻ đang ở đây ạ. Con xin mời bác ạ. Xin kính thưa quý vị, xin phép quý vị chúng tôi được chia sẻ vài lời với Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Phải nói trước hết là chúng tôi rất là cảm động và cảm ơn Nguyễn Ngọc Như Quỳnh hôm nay đã tới đây chia sẻ lời lẽ phải nói rất bộc trực và rất trí thức và đem lại cho tôi rất nhiều sự hiểu biết. Và trước đây thì chúng tôi phải nói là rất là bi quan về tình hình Việt Nam. Khi thấy nhà cầm quyền cộng sản vẫn tung hoành đàn áp, nhất là cái vụ Lộc Hưng gần đây, chứng tỏ là Cộng sản không có để ý gì đến dư luận quốc tế. Mặc dù những người như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, như là Việt Khang, như là Điếu Cày đã được quốc tế bảo trợ cho sang Mỹ, chứng tỏ rằng cái việc làm hành động vô nhân đạo của nhà cầm quyền Cộng sản đã được quốc tế biết. Và họ cũng biết rằng quốc tế đang theo dõi họ, nhất là những bản báo cáo của mọi lời nhân quyền hàng năm. Nhưng mà họ vẫn tra tay đàn áp đồng bào. Thì ngày hôm nay phải nói là chúng tôi qua những lời câu hỏi, câu trả lời của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, chúng tôi cũng đã hiểu được một phần là tương lai Việt Nam chúng ta vẫn còn rất nhiều hy vọng, bởi những người trẻ như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, những người như Việt Khang, những người như anh Điêu Cày, Nguyễn Văn Hải, những người rất dũng cảm và dám đứng giữa một cái rừng công an còng số 8 mà vẫn chiến đấu cho cái vấn đề tự do nhân quyền Việt Nam. Chúng tôi vô cùng cảm ơn tất cả quý vị. Cảm ơn những câu hỏi của ông Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã trả lời nhiều thắc mắc, và chúng ta nói là những bốc cơ sang bên này để đời sống như thế này rồi sau từ từ để không chiến đấu nữa, thì những cái điều mà Như Quỳnh đã khẳng định là sẽ không khuất phục, không đầu hàng, không làm cho Cộng sản thoải mái và bắt cho Cộng sản phải sợ, thì đó là điều chúng tôi vô cùng xúc động. Một lần nữa xin cảm ơn Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, cảm ơn tất cả sự dũng cảm của các bạn trẻ đã giúp cho tương lai. Xin cảm ơn quý vị quan khách và dạ
đã là hết cái thời hạn cho phép rồi, cho nên là xin quý vị ai muốn giao lưu với chị, chụp hình làm kỷ niệm với chị thì sẽ ra đây chụp, và có nhắn gửi gì riêng thì xin cứ tự do tới để mà nói chuyện riêng với lại blogger mẹ nấm. Xin cảm ơn quý vị khán khác rất nhiều. Thank you.
chụp đi. Mày chụp tao. Rồi.